Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã khỏi gan nhiễm mỡ chỉ với một nắm rau ngổ. Các mẹ nhà mình có ai bị gan nhiễm mỡ thì vào đây nhé. Em đã khỏi bệnh nhờ một bài thuốc cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em bị gan nhiễm mỡ đã 2 năm, điều trị qua rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em uống từ Đông y sang Tây y nhưng đều không có tác dụng. Em nghe nói bệnh này nếu không điều trị thì dễ bị biến chứng thành xơ gan, xơ giãn động mạch, suy gan, ung thư gan. Thật ra là em rất khủng hoảng trong một thời gian dài vì lo lắng vì bệnh tình của mình. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị em họ ngồi bắt vào chơi, biết em đang bị căn bệnh này thì bày cho em một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng rau ngổ, một loại rau mà nhà nào cũng có trên kệ bếp đấy ạ. Sau 1 tháng áp dụng, quả nhiên em thấy người khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi buồn nôn, ăn ngon miệng và da cũng đỡ vàng hơn rất nhiều. Đi xét nghiệm lại tại bệnh viện thì bác sĩ cho hay bệnh em đã giảm đi rất nhiều. Em nghe và mừng lắm các mẹ ạ. Em cũng bày cho rất nhiều người thân đang bị gan nhiễm mỡ áp dụng và thấy rất hiệu quả. Giờ em chia sẻ lên đây cho các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu thì tham khảo nhé. Rau ngổ, còn gọi là rau ôm, ngò ôm, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, là một loại cây thân mảnh mộc lan ở những nơi đất ẩm có nước. Rau ngổ được nhiều người xem như là thức ăn có tính giải độc và điều trị một số bệnh. Cách dùng rau ngổ cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: rau ngổ 100g, bạc hà 50g, nước 100ml. Cách dùng: rau ngổ và rau bạc hà rửa thật sạch rồi mang ra phơi thật khô là có thể dùng được. Bắt chảo lên bếp, cho rau ngổ và bạc hà vào, xào vàng rồi hạ thảo. Xào vàng hạ thảo là phương pháp đem rang dược liệu trên chảo tới khi dược liệu có mùi thơm, sau đó lấy một miếng vải sạch trải lên nền đất, đổ dược liệu đã xào vàng lên miếng vải trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút đến khi dược liệu nguội rồi đem sử dụng. Sau đó sắc cùng 100ml nước uống liên tục vào buổi tối sau khi ăn no. Uống liền 1 tháng sẽ thấy hiệu quả. Theo Đông y, rau ngổ có tinh mát, vị chua, cay, mùi thơm, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, giải độc do ngộ độc thức ăn, làm giãn cơ ruột, giãn mạch, tăng lọc ở cầu thận nên dùng để trị sỏi thận rất tốt. Ngoài ra, rau ngổ được dùng để trị tê tay, tê chân, trị rắn cắn. Rau ngổ trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Cách trị bệnh này với cây rau ngổ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 5 đến 30g rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Rau ngổ trị sỏi thận. Với các bệnh nhân mắc chứng sỏi thận, lấy 50 đến 100g rau ngổ tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt uống trong ngày. Cũng có thể lấy một nắm rau ngổ giã nhỏ, pha với ít nước và vài hạt muối chia uống 2 lần sáng chiều trong ngày. Uống liền trong 7 ngày để hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh hay tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi khử độc, lấy 15 đến 20g rau ngổ tươi, 25g kiến cò đem giã nát, thêm vào 20 đến 30ml rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng vết thương lại. Cũng có thể lấy 20 đến 40g rau ngổ khô, xào vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 lần liều. Lưu ý, khi uống hết một liệu trình, các mẹ nên xem kết quả như thế nào, có nên uống tiếp hay không nhé. Tùy tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có tác dụng khác nhau đấy ạ.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa đau dạ dày khiến bệnh nhân mừng như bắt được vàng. Một bài thuốc chữa bệnh dạ dày đang được lan tỏa nhanh chóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ra nhiều quốc gia khác. Hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Chị Toan Tú Hoa ở thành phố Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc là một bệnh nhân bị đau dạ dày, đã trực tiếp chia sẻ bài thuốc này cho báo chí. Chị cho biết chị và người nhà đã dùng bài thuốc này để chữa khỏi bệnh dạ dày và muốn chia sẻ điều quý giá này cho những ai quan tâm. Biết bài thuốc mà mừng như bắt được vàng. Chị Hoa kể, chị và chồng chị từ thời trẻ có lẽ do thường xuyên ăn món mì ngô, một món ăn thời đói kém do thiếu gạo. Trong một thời gian dài nên đã mắc bệnh dạ dày một cách nghiêm trọng. Khi đời sống khá hơn, có gạo nhiều nhưng chị lại không thể ăn cơm bình thường được nữa. Thay vào đó, cái gì cũng phải nghiền thành nước, làm thành miếng vỡ dạng sợi hoặc bánh mới ăn được. Nếu không ăn đồ ăn mềm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện chứng trào ngược axit, nôn mửa ra nước chua, ở nóng. Một lần, tình cờ có người chú họ từ quê lên thành phố, ghé qua nhà chị Hoa chơi và ở nhờ qua đêm. Sau khi nghe về bệnh tình của chị, người chú họ đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, chỉ có hai vị thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày. Trước đây, trong gia đình nhà chú ấy cũng có nhiều người mắc bệnh dạ dày, đều ở mức độ nghiêm trọng. Lúc đó, một người hàng xóm biết chuyện và giới thiệu đến một thầy thuốc làm nghề chữa bệnh gia truyền. Gia đình vị thầy đông y đó làm nghề thuốc tại nhà qua rất nhiều thế hệ, ít nhất là từ thời cụ Kỳ. Chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị đau dạ dày. Khi người chú tiếp cận vị thầy thuốc, họ chỉ cắt thuốc cho mang về uống, chứ tuyệt đối không chia sẻ công thức bài thuốc, vì cho rằng đây là bí mật riêng của gia đình. Khó khăn ở chỗ, đây là bài thuốc bí truyền do tổ tiên để lại nên họ không thể chia sẻ tùy tiện. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần trao đổi tình cảm, cuối cùng thì bài thuốc cũng đã được chia sẻ rộng rãi. Tại thời điểm đó, mặc dù được người chú họ kể về bài thuốc này, nhưng do bận rộn nên chị Hoa cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày mẹ chồng và chị chồng lên nhà thăm chị, có nói về việc anh rể bị bệnh dạ dày nặng. Nhớ đến bài thuốc này, chồng chị lại một lần nữa chia sẻ chi tiết. Khi anh rể chị biết tin, đã mừng như bắt được vàng, liền mang thuốc và uống ngay sau đó. Thật không ngờ, sau khoảng gần nửa tháng, anh ấy cho biết bệnh dạ dày đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng bệnh của anh rể khá lên nhanh chóng, chị Hoa đã có thêm sự cân nhắc và cuối cùng cũng đã quyết định uống theo. Mặc dù anh rể và chị có bệnh dạ dày khác nhau, nhưng sau khi chị uống được khoảng 4 ngày thì tình hình đã cải thiện rõ rệt. Để chắc chắn, chị tiếp tục uống thêm 10 ngày nữa. Kể từ đó, bệnh của chị gần như đã khỏi, không thấy đâu. Chị bắt đầu ăn được cơm và các món ăn thô thay vì chế biến thành bột như trước. Không những thế, chị ăn thêm được cả món ăn lạnh hoặc nóng mà không còn thấy triệu chứng nấc hay nôn mửa ra axit dạ dày như trước đây. Cách sử dụng bài thuốc. Nguyên liệu: bạch cập khô 100g, cam ba lá, tên khác là chỉ khô 100g. Nghiền hai nguyên liệu này thành bột mịn, trộn đều với nhau thành một hỗn hợp bột nhuyễn. Cách dùng: mỗi lần uống 3g, trộn với rượu trắng, rượu gạo hoặc rượu vàng được làm từ gạo và hạt kê với lượng vừa đủ cho dễ uống. Chia thành hai lần uống trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi ngày 6g. Lưu ý: nếu người bệnh có vi khuẩn HP, Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày. Trong dạ tràng, có thể uống thêm một viên thuốc tây có thành phần carithromycin ngay sau khi uống hỗn hợp này. Thời gian uống tối đa là 7 ngày, sau đó dừng lại một nhịp để xem xét tình hình rồi mới có thể uống thêm nếu cần. Khi sử dụng công thức này, ngay ngày hôm sau là đã có thể cảm nhận được kết quả, tình trạng đau dạ dày sẽ giảm đáng kể. Nếu sử dụng trong vòng 7 ngày liên tục, các triệu chứng ở hơi, trào ngược axit,
đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn và các vấn đề liên quan đến dạ dày gần như sẽ biến mất. Sau một vài liệu trình điều trị theo cách này, các triệu chứng loét dạ dày, polyp dạ dày, sỏi dạ dày, viêm dạ dày cấp tính và mãn tính, viêm dạ dày teo, viêm dạ dày trên bề mặt, loét tá tràng và những trường hợp đau dạ dày liên quan sẽ được giảm nhẹ. Tài liệu khoa học về vị thuốc này. Theo tuyển tập thảo dược Đông y toàn quốc, cây bạch cập có tác dụng cầm máu, tiêu viêm xương và tái tạo mô. Sử dụng trong trường hợp ho và nôn ra máu, chân thường chảy máu ngoài da, trúng độc, viêm da, nứt nẻ, là phổi dẫn đến ho ra máu, chảy máu ở những vùng lửa lét. Còn cây cam ba lá, tên gọi khác là chỉ. Theo Trung Quốc Dược Điển cho biết, vị thuốc này dùng trong trường hợp bị khó thở, tiêu hóa kém, làm tiêu viêm, tản đờm. Sử dụng đặc biệt trong các trường hợp bị đau tích tụ hoặc viêm nhĩ mãn tính, động phân trong dạ dày, bài tiết khó khăn, đi ngoài không thông, táo bón, đờm tích tụ làm cản trở luồng khí ở phổi gây khó thở, hạch ở phổi, xa trực tràng, xa tử cung. Bài thuốc này sau khi chị Hoa chia sẻ với truyền thông đã có hàng trăm bình luận của độc giả, trong đó có nhiều người kể rằng họ cũng đã từng sử dụng vừa chữa khỏi bệnh. Sau đó thông tin của bài thuốc còn lan truyền ra nhiều quốc gia khác thông qua mạng Internet. Thông tin bài thuốc này do saha.vn dịch từ báo chí nước ngoài, độc giả cần cân nhắc hoặc xin ý kiến của thầy thuốc đông y trước khi quyết định sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotene, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới màu phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch.
Bạn sử dụng thường xuyên từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Trong một thời gian, sẽ cảm nhận được kết quả. Bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại, mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả, mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn tiệt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch, thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh, cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đây là cách mà quả khế giết người. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, quả khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là kẻ giết người trong nháy mắt bởi nó chứa một loại độc tố đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Hiện trước nhà em vẫn còn dấu tích của một gốc khế ngọt nhiều năm tuổi, gợi lại một kỷ niệm đau lòng cho cả gia đình. Cách đây 8 năm, nó đã bị ông ngoại em cưa ngang và đổ nước sôi vào gốc. Nguyên nhân là vì cậu út của em một hôm do đi nắng về khát quá, bẻ cả rổ xuống ăn. Tối hôm đó cậu non ói, lên cơn co giật rồi chìm vào hôn mê. Khi đến cửa bệnh viện, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận, ông ngoại trút hết vào những nhát búa bổ xuống chàng chát. Ngày đó em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ khóc rưng rức vì thương cây khế trước nhà. Vì nay chẳng còn cậu để cõng, nhong nhong ngựa ông đã về nữa. Niềm đau của tuổi thơ làm em mỗi lần đi trên con đường hay vào nhà ai thấy trồng cây khế là dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, gần như bị ám ảnh. Cái chết của cậu mãi mãi kỳ bí cho đến khi em 18 tuổi. Bước chân vào trường y, em mới hiểu nguyên nhân tại sao quả khế lại đoạt mạng cậu. Thật ra ít người biết rằng trong quả khế có chứa một loại độc tố có tên neurotoxin, có thể gây ói mửa, rối loạn tâm thần, hôn mê, động kinh hay thậm chí là tử vong. Độc tố này cũng tìm thấy trong một số loài rắn hay nhện. Ở những người thận khỏe thì độc tố này được xử lý và loại bỏ, nhưng nếu với những người có vấn đề về thận thì bộ phận này không thể giải độc tố trong quả khế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cậu em cấp cứu cũng không kịp, vì khi đó cậu đang bị thận ứ nước độ 2. Chỉ 100ml nước khế nguyên chất cũng có thể gây hại cho người bị bệnh thận, chứ đừng nói là một rổ khế. Nay em kể chuyện nhà, khơi lại chuyện buồn với mong muốn. Nếu nhà ai có người bị bệnh thận, tuyệt đối đừng cho họ ăn khế. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt,
nhuận tràng, thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc, dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốt. Tầm bốt là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốt còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốt: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc. Có tên dược là Heather Physalis angulata. Công dụng và cách dùng: đông y cho rằng toàn cây tầm bốt có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm,
chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, ít hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốt: trị nhọc vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thỉ đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tầm bốt tươi 20-30g, nấu với tim lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mít không chỉ lợi đủ đường cho bà bầu mà còn giúp chồng tăng cường tinh binh, nâng cao sức khỏe. Mít là trái cây thường bị gắn mác là nóng, cần hạn chế ăn vào mùa hè. Thực chất lại có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. 1. Tăng cường tinh trùng ở nam giới. Cách đây khoảng một thế kỷ, người ta coi mít là một bài thuốc giúp cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới vì nó có tác dụng tăng số lượng tinh trùng. 2. Giàu canxi. Một bát con muối mít cung cấp gần 50g canxi. Vì vậy, loại hoa quả thơm ngon này rất tốt cho xương và giảm nguy cơ loãng xương. 3. Làm chậm quá trình lão hóa. Mít chứa phenol và flavonoid là hai chất chống oxy hóa hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa và chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, ăn mít cũng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. 4. Giàu vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch. Mít giàu vitamin C và nhiều dưỡng chất khác làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. 5. Kiểm soát huyết áp. Mít rất giàu kali, chất có tác dụng kiểm soát huyết áp hiệu quả. 6. Ngăn ngừa táo bón. Mít rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa trước đó thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều loại trái cây này. 7. Bảo vệ chức năng tuyến giáp. Mít có chứa các loại khoáng chất làm tăng chức năng và điều chỉnh tuyến giáp. 8. Cung cấp năng lượng tức thời. 90% quả mít chứa carbohydrate, vì vậy chúng ta có thể thưởng thức mít như món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng. Những lợi ích bất ngờ từ trái mít các mẹ bầu nên nhớ. 1. Giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa. Mít chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già, đại tràng. 2. Có công dụng trị cao huyết áp cho các mẹ bầu. Kali chứa trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp. Trung bình cứ 100g mít sẽ cung cấp khoảng 303mg kali, có tác dụng làm giảm mức huyết áp của cơ thể. Do đó, các mẹ bầu nên ăn mít để góp phần duy trì mức huyết áp trong tầm kiểm soát, nhất là những mẹ có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, bà bầu ăn mít cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim và hạn chế nguy cơ bị đột quỵ. 3. Mít giúp duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Trong quả mít có hàm lượng vitamin A rất cao. Vitamin A có khả năng bảo vệ, duy trì sức khỏe cho đôi mắt, không bị bệnh quáng gà, thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, ăn mít còn có thể khắc phục cho làn da luôn tươi tắn, sáng mịn. Đồng thời, trái mít còn có tác dụng hỗ trợ quá trình phát triển của tim, gan, phổi, thận, mắt, xương và hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Đó là lý do các mẹ bầu nên ăn mít.
bón, giúp xương luôn chắc khỏe. Trong quả mít rất giàu magie, nó là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với các canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương. Vì vậy, các mẹ bầu nên chịu khó ăn mít để giúp xương luôn chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương khi có tuổi. 5. Chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Mít rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật. Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Chất dinh dưỡng thực vật này có khả năng loại bỏ những gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể, đồng thời còn làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Các bà bầu ăn mít như nào mới tốt? Phần lớn những loại trái cây được cho là nóng trong người, như quả mít thường là những loại có hàm lượng đường cao, nên có thể gây cảm giác nóng sau khi ăn, nhất là đối với những mẹ bầu bị thừa cân béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, lượng chất xơ, vitamin và nhiều loại khoáng chất có lợi trong những trái mít rất dồi dào, nên mẹ bầu vẫn có thể ăn một lượng vừa phải. Các mẹ nên ăn khoảng từ 60 đến 80 gram một ngày là vừa đủ để tận dụng những lợi ích trái cây mang lại, nhưng không gây hại cho cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ, mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng: mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml
sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, thì từ ngày thứ bảy trở đi, sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản, chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó,
nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo bốn bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. Bốn cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối. Tuy đây là bài thuốc phối từ hai loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài, lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt, xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ. Dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem sao thơm còn 20-30g. Đem rễ đã sao thơm, sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buông, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng, pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người
hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đường liu riu, đến khi thấy mỹ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7 mét, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cọng sống lưng từ cây nhàu. Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhàu thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng. Uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Sắc 200g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu. Mỗi lần lấy 20-30ml nước uống. Một ngày uống 2-3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20g, cam thảo dây 6g đem sắc uống. Chia thuốc uống làm 2-3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.